Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn toán, phân môn văn bản. Ở bài học này, mục tiêu cần đạt, cô sẽ giúp các em cảm nhận được niềm thích thú thực sự của người Ái quốc trong những ngày xa cổ cậu bắt bó. Qua đó, thấy được vẻ đẹp tâm hồn bác, vừa là khách lâm tuyền ung dung sống hòa nhập với thiên nhiên, vừa là người chiến sĩ say mê nước nhà, đồng thời hiểu được giá trị nghệ thuật độc đáo của bài thơ. Chúng ta sang phần hai la mã, tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học. Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Trong bài thơ Khi con tu vú của Tố Hữu, tình yêu thiên nhiên được thể hiện rõ nhất ở phần này. Khi con tu vú lòng mầm, lúa chim đang chín, trái cây ngọt dần, vườn râm dậy tiếng reo ngân, nắp rơi vàng hạt đầy sân nở đào. Trời xanh càng rộng càng cao, đôi con diều sáo lộn nhào tầm không. Tâm tư khao khát của người tù được thể hiện ở những câu thơ này. Con nghe hè dậy đêm lòng, mà chân muốn đẹp tan vòng hè ôi. Một làm sao chết bất thôi, con chim tu vú ngoài trời cứu kêu. Chúng ta bước vào phần vào bài. Ở bài Khi con tu vú, chúng ta nhận ra sự kết hợp rất rõ nét sự tình yêu thiên nhiên hòa cùng nỗi khao khát cháy bỏng muốn thoát cảnh tù ngục của người chiến sĩ. Ta thấy chất cổ điển hòa cùng chất hiện đại, cũng màu sắc ấy được thể hiện nhuần nhuyễn và đậm nét bởi ngòi bút điêu luyện của bác qua bài thơ Tích cảnh bắt bó. Đây là một số hình ảnh nơi hang bắt bó, một hang núi nhỏ sát biên giới Việt Trung thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Các em theo dõi và ghi chép vào vở bài học tiết 81 Tức cảnh bắt bó. Một la mã đọc tìm hiểu chú thích. Hãy cho cô biết đôi nét về tác giả. Thuở sinh thời, người có tên là Nguyễn Sinh Thu. Khi đi dạy học, người lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Khi ra đi tìm đường cứu nước, người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Sau này, người còn có một số tên khác như Hồ Chí Minh. Và các em thường gọi thân thương là Bác Hồ, người là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng ta bước sang phần 2, tác phẩm. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Sáng tác vào tháng 2 năm 1941 tại Bắc Bó. Nhưng các em đã biết, người xưa thường tìm đến chốn lăng tiền như một cú cánh để xa rời cuộc sống đua chen danh lợi. Riêng Hồ Chí Minh, giữa cảnh núi rừng, người đã tìm ra đường đi cho cả một dân tộc. Chúng ta cùng tìm hiểu thể thơ. Các em quan sát bài Tức cảnh bắt bó và cho cô biết thể thơ là gì. Dựa vào kiến thức đã học, em biết đây là thể thơ thất ngôn tứ tuyệt buồn mực, bởi số câu là 4, mỗi câu gồm có 7 chữ, hiệp phần ở tiếng cuối cùng của câu 1, 2 và 4. Bố cục gồm 4 phần, mỗi phần một câu, theo thứ tự khai, thừa, chuyển, hợp.
Em hãy kể tên một số bài thơ đã học ở lớp 7 được sáng tác theo thể thơ này. Đó là bài Sông Núi Nam, bài Cảnh Thiên. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ đó là mình kể. Giờ đây, cô sẽ đọc mẫu bài thơ và các em sẽ nhận xét về âm hưởng chung của bài thơ cho cô. Thức trọng tắt bó, sáng ra bờ suối, tối vào thêm, cháo bẹ khâu măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trong chân, vực sự động, cuộc đời các mày thật là sai. Nghe toàn bộ bài, ta thấy toát lên âm hưởng mới, sôi nổi, vui và phấn khoái. Bài tuân thủ chặt chẽ quy tắc thơ, rất ngon tứ tuyệt đường mật, lại có phong cách riêng vừa cổ điển vừa kết hợp hiện đại. Em dựa vào nội dung bài hãy chia bố cục. Bài được chia bố cục thành hai phần. Phần 1 gồm 3 câu đầu nói về cảnh sinh hoạt và làm việc của bác tại Nam Phát Bá. Phần 2 gồm câu cuối nói về cảm nghĩ của bác. Chúng ta bước sang phần 2 la mảnh đọc tìm hiểu văn bản. Một nhỏ, cảnh sinh hoạt và làm việc của bác ở Nam Phát Bá. Ở Phát Bá, bác sống và làm việc trong không gian địa kỷ như thế này. Sáng ra bờ suối, tối vào thêm. Em có nhận xét gì về giọng thơ, cách viết nhịp ở câu thứ nhất và bác đã sử dụng nghệ thuật gì? Ta dễ dàng nhận diện nó là khác đối giữa thời gian sáng tối, hoạt động ra vào không gian bờ suối hang rất nhịp nhàng, rất nề nếp, một cuộc sống bí mật nhưng tâm hồn của bác luôn thư thái mà cùng thiên nhiên. Trong bài ca Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã lấy thiên nhiên làm đầu khi cáo khoan về ở ẩn. Côn Sơn có đá rêu phơi, ta ngồi trên đá như ngồi chỉ yên. Thì trong câu thơ này, bác cũng mang phong thái nhà hiền triết phương Đông, sống ung dung, thanh thản, tự ngoài, hòa nhập cùng thiên nhiên, hưởng thú vui to nhã nơi chốn lâm tường. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thiên tham mới gọi là đây suối lên kia núi mát, hai tâm ngay dịch một sông hà. Nơi ở là thế, vậy sinh hoạt ăn uống của bác như thế nào? Cháo bẹ khâu măng vẫn sẵn sàng. Em hiểu như thế nào về cháo bẹ khâu măng và cụm từ vẫn sẵn sàng? Thức ăn lúc nào cũng có sẵn bằng hưởng cho người hùng. Vậy bác nói về sự thiếu thốn ấy bằng giọng thơ ra sao? Đó là một giọng thơ tự sự, ba chút hóa thịt đường lên. Giọng thơ của bác luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Ngôn ngữ thơ gần gũi, bình dị, đậm chất khẩu ngữ như lời ăn, tiếng nói hàng ngày. Tả thực cuộc sống thiếu thốn với thức ăn đạm bạc, cuộc sống vất vả nhưng bác không đề hà cực khổ, luôn hòa mình cùng thiên nhiên. Trong một bài thơ khác, người đã viết: cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, vượt thoát chim kêu suốt cả ngày, đến thì mời mua nếp nướng, xăng đề sẵn chén thịt rừng quay. Nam xanh nước biếc hoa hồ già, rượu ngọt chè thơm mặt sức say. Điều đó giúp em hình dung phong thái bác trong hoàn cảnh ấy ra sao?
Đó là một cuộc sống thanh đẹp nhưng tâm hồn vui vui. Câu 2, tạo thực cảnh sinh hoạt gian khổ nhưng nhẹ bẩn bởi thái độ của bác. Sự vất vả gian khổ chẳng có gì đáng nói, chẳng bận tâm. Cụm từ vẫn sẵn sàng liền như một sợi dương chắc khỏe đã kéo hình ảnh cháo đẹp non nan vốn là một nỗi khổ được nâng lên thành niềm vui bất khó. Cách nói thoáng thỉnh tự trào của bác giống một số nhà thơ như Nguyễn Khuyến đã từng viết: ngày hai bữa vỗ bụng sau bình bực. Hay một Nguyễn Công Trứ đã viết: người quân tử ăn chẳng cần no. Cuộc sống là thế, và tại Nam Bắc có điều kiện làm việc của bác như thế này. Bàn đá trong trên dịch sử lẽ. Bác tả thật giản dị, không tả bản thân mà là phiến đá bên bờ xứ cạnh nhau, nơi người đang làm việc. Dịch sử đảng Cộng sản Liên Xô làm tài liệu và huấn luyện cán bộ tìm ra đường lối soi rọi, xoay chuyển lịch sử Việt Nam. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì ở câu thứ ba? Em dễ dàng nhận diện đó là từ lấy trong chân. Vậy sức gợi tả của từ lấy trong chân và cảm nghĩ của em về điều đó. Đối lập giữa hoàn cảnh và ý chí làm việc. Từ lấy trong chân có nghĩa là không bằng phẳng, dập dần, khúc mắc, trắc trở. Nhưng sự vững chãi của bàn đá và âm thanh rắn rỏi trong cụm từ lịch sử đảng đều sử dụng đồng chắc để ta thấy được hình ảnh bác. Nhà cách mạng thiên tầm đang làm nên một sự nghiệp vĩ đại từ những gì đơn sơ trong chân hôm nay. Câu thơ này còn mang một nét nghĩa nào khác? Sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Đó là ẩn dụ. Trong bài thơ tứ tự câu ba, nghệ thuật điểm nhãn là bút pháp nổi bật, là sáng cả bức tranh. Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng hiện lên vừa chân thực vừa sinh động, vừa mang tầm vóc lớn lao trước hoàn cảnh khó khăn. Phương tiện khí thốn, vật chất đạm bạc, khát khổ, nhưng tinh thần của bác như thế nào? Chúng ta cùng bước sang tiếng thứ hai. Cảm nghĩ của bác. Trong hoàn cảnh sống cơ cực, nên bác xem cuộc đời cách mạng của mình như thế nào? Cuộc đời cách mạng thật là sang. Hãy giải nghĩa từ sang. Sang có nghĩa là sang trọng, là giàu có, là cao quý, là hài lòng. Giọng thơ ở câu này như thế nào? Một giọng thơ lạc quan. Cách nói giọng thơ vui ở ba câu thơ đầu đã làm nhẹ như rất nhiều những gian khổ vất vả mà bác đã trải qua. Đến câu 4, với từ sang và nụ cười lấp lánh ở câu thơ cuối đã tỏa sáng bài thơ, tỏa sáng tâm hồn mỗi người chúng ta. Tất cả những gian khổ vất vả bị xóa sạch. Bài thơ như một định nghĩa về cuộc đời sang trọng của nước này, là cuộc sống gian khổ nhưng tràn đầy niềm vui lớn lao. Như Cố Vũ đã nói: ta bên người, người tỏa sáng quanh ta, ta bỗng lớn ở bên người một chút. Vì sao bắt cho cuộc đời các mẹ như thế mà sang? Ta có thể hiểu sau 30 năm đi tìm hình của nước, nay được trở về sống giữa lòng đất nước kiên giáo, được trực tiếp lãnh đạo của cách mạng cứu dân cứu nước, nó rất vui. Đặc biệt niềm vui ấy còn được nhân lên khi người tin chắc rằng thời cơ giải phóng dân tộc đang gần mình, và được sống giữa thiên nhiên là sở nguyện suốt đời của bác.
cuộc đời lúc này thật là sang, bắt con ốc hiên chặt mỏng trứng vàng. Đây bác thu mua qua ngày bảy dưới, bác chi cùng dân tộc mỗi lần thôi. So với niềm vui lớn thì gian khổ có nghĩa lý gì? Nói cách khác, sống trong hoàn cảnh gian khổ mà làm nên sự nghiệp lớn, cuộc đời cách nào quả thật là sao. Dường như câu thơ lấp lánh một nụ cười hóm hỉnh, nụ cười đó không thể là của một ẩn sĩ lánh lục tiền trong, mà chỉ có thể là của một chiến sĩ cách mạng. Em thân mến, trong thời kỳ ở núi rừng phát bó, nhiều bài thơ được ra đời nung lay, song có lẽ đã gây ấn tượng nhất là bài Tức Cận Phát Bó, vì nổi bật hơn cả là hình ảnh vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại trong thời kỳ bão táp của lịch sử, với cuộc sống bí mật đầy gian khổ nhưng vẫn thật sự là khắc lâm tường, luôn sống hòa hợp với đại ngàn sơn thủy, mang dáng dấp ung dung như một ẩn sĩ triết nhân và chứa chan tâm hồn thi sĩ. Bài thơ Thành Công phải chăng đó là sự hòa quyện tuyệt vời giữa chất cổ điển và chất hiện đại? Ba La Mã ghi nhớ, sách giáo khoa trang 30. Giờ đây các em sẽ xem lại toàn bộ phần ghi bản ở bài học một lần nữa. Để hiểu rõ thêm bài, các em quan sát thêm một số câu hỏi. Các danh nho xưa thường sống hòa hợp với sơn thủy của mình, và bác cũng có một sở nguyện được sống giữa thiên nhiên. Vậy theo em, Phú Long Tuyền của bác với người xưa có gì khác nhau? Gặp lúc thời thế đang bạc, người hiền tài xưa thường bỏ công danh đến sống ẩn dật nơi suối rừng, làm bạn với gió trăng hoa để giữ tâm hồn mình trong sạch. Với bác, yêu thiên nhiên như một triết nhân thượng phú long tuyền nhưng khác người xưa, dù sống giữa thiên nhiên bác vẫn vẹn nguyên phúc cách người chiến sĩ cách mạng vĩ đại, chấp nhận mọi khó khăn thử thách của cuộc sống, luôn làm chủ hoàn cảnh, tin tưởng vào tương lai. Giáo sư Nữ Đăng Mạch nhận xét, thơ bác có sự kết hợp hài hòa giữa tính cổ điển và tính hiện đại. Em hãy chỉ ra tính cổ điển và hiện đại trong bài thơ Tức Cận Phát Bó qua các thuật từ sau. Chữ quốc ngữ, công việc cách mạng, khi liệu, túi, hang, đá, thú manh tường, lối sống cách mạng, lời thơ giản dị đùa vui, thể hoa thất ngôn tính tuyệt, nhân vật trữ tình. Các em tự đánh dấu vào cột cổ điển và hiện đại, sau đó mình tham khảo các cái. Giờ đây, cô và các em củng cố lại toàn bộ bài học bằng sơ đồ. Chúng ta vừa tìm hiểu xong bài. Giờ đây, cô sẽ hướng dẫn các em những phần chuẩn bị ở nhà. Thứ nhất, các em học lòng bài thơ và xem lại bài giảng ở vở bài học. Xem trước bài câu cầu khiến và câu cảm thán. Cô có một lưu ý, ngoài bài tập các em làm, gửi email cho thầy cô bộ môn trong lớp, các em nhớ làm các bài tập đầy đủ ra giấy, bấm một tập, khi nào đi học lại sẽ nộp cho giáo viên bộ môn để lấy điểm liệt vài 15 phút.
các em thân mến. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Chúc các em luôn khỏe mạnh để theo dõi và học bài trực tuyến hay lớp nhé. Mọi thắc mắc về bài giảng, các em có thể liên hệ email và điện thoại của cô ở phía dưới. Thân ái, chào các em.